Chương cuối cùng. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn vẽ ha. Bạn vẽ đây. Chúng ta ví dụ như đề số 1 ha. Đề số 1 đây. Đấy, nhiều em làm xong rồi, tính toán xong đúng hết rồi. Mà nó hồi vẽ thì các bạn vẽ không được. Vẽ không được. Vẽ. Cách vẽ đơn giản nhất đây, ví dụ như đề số 1 đây ha. Đề số 1 đây. Đầu tiên là các bạn nên vẽ khoảng cách trục này trước. Mà khoảng cách trục thì các bạn phải lấy trên cấp nhanh hoặc cấp chậm. Ví dụ như chúng ta đầu tiên vẽ cấp nhanh trước đúng không? Vẽ cái đường tâm này, đây khoảng cách nhanh. Đây, cấp nhanh, cấp chậm đây. Chúng ta vẽ hai cái đường tâm này trước. Thực ra trong cái hợp giảm tốc này, cái chính của các bạn là vẽ cái trục và cái bánh răng là chính. Còn mấy cái khác là bạn chọn. Bạn chọn. Chọn trên cái cơ sở của tài liệu của mình á, hướng dẫn đó. Rồi, sau khi bạn vẽ này rồi đúng không? Các bạn từ từ vẽ cái phần phía sau này. Cái phần mà khối đỡ của yến này từ từ chúng ta vẽ bánh răng. Bánh răng chúng ta đây, bánh răng cấp nhanh đây, bánh răng số 1 á. Rồi đường kính chân có chưa? Có rồi. Đường kính vòng chia có chưa? Đường kính đỉnh đây các bạn có đây đúng không? Bề rộng bánh răng này có đúng không? Đó, chúng bạn cộng từ cộng thêm 5 ly nữa, ví dụ bạn tính là 40, cộng thêm 40 là 45 đó. Rồi tương tự cho cái bằng cấp chậm, chú ý là cái đường đỏ này, đường tôi vẽ này này, đây chính là cái đường chia đó, đường chia là đường tâm của hai bánh răng này, này. Đó, còn cái trục này lấy theo đường tăng đường chim à. Rồi bạn về cái đoạn thứ hai tương tự cho bánh răng bị dẫn đó, df1 là đường chân, df2 chia ấy, xin lỗi, d d này d2 đi ha, thôi cũng được d1 nhưng mà thật ra nó d2 của bánh bị dẫn đó. Rồi da da đó được cái cấp nhanh rồi. Còn cái chỗ mà giảm khối lượng này thì các bạn chọn ha, chọn thường thường thì cái độ chiều dài này nè nó bằng 1/3 của bánh răng ha, 1/3 của bánh cái chiều dài tổng thể của bánh răng đó, cái chiều dài này nè, cái đoạn này nè, đoạn này nó mất tiêu rồi, khoảng 1/3 ha, khoảng 1/3 của cái bề rộng BMX1 đó. Còn đối với cái bánh răng dẫn này thì chúng ta không cần, bởi vì nó sát này thôi, chúng ta không cần đâu. Rồi rồi tương tự cho cấp chậm đây, chúng ta chú ý là cái khoảng cách này, khoảng cách này từ vị trí này, từ vị trí này mà sang vị trí này nè, từ khoảng cách giữa bánh răng số 2 sang bánh răng số 3 nè, đó thì các bạn lấy trong cái khoảng cách đó mà là lúc mà tôi hướng dẫn trong bài trục đó, đó rồi đó, chiều dài tổng thể xin chỗ xác định chiều dài đó, đây đây này chính là cái đoạn ép này đó, đoạn ép này, đoạn ép này, đoạn ép này chúng ta khoảng có thể cho 10 ly đi, cho 10 ly đi đó. Chúng ta vẽ bánh răng thứ hai tương tự, vòng chia vòng chân răng, vòng chia vòng đỉnh đó, và các bạn có khoảng cách đây này, có cái khoảng cách trục A2 này rồi là chính xác rồi đúng không? Đó, chính xác rồi. Rồi bề rộng bánh răng chúng ta có không? Lấy ở cái bảng cấp chậm ra, chú ý là cái bánh răng dẫn này chúng ta cộng hơn 5 ly ha, lớn hơn nhiều thì chúng ta cộng 10 ly cũng được, nhưng mà thường cộng 5 ly là đủ rồi, đủ rồi. Rồi chúng ta bánh này nó to quá mà chúng ta làm vậy thì lãng phí vật liệu, nặng nó gồ ghê, chúng ta có thể giảm bớt vật liệu đi. Cái kích thước này các bạn chọn ha. Chào bạn. Rồi được, xong khi định được cái kết cấu rồi nè, các bạn cố gắng định cái hình chiếu bằng trước ha, chiếu bằng. Định được cái hình chiếu bằng rồi bắt đầu chúng ta mới định. Ví dụ như khoảng cách từ bánh răng này tới cái vành trong này thường thường là khoảng cỡ chừng 10 tới 15 ly, hay khoảng 10 15 ly. Mà nhiều khi nó chúng ta sử dụng cái vòng dẫn dầu này nó bị kẹt mà chúng ta không đưa cái valve nào được, cho nên các bạn có thể chọn lớn hơn cũng được, mà thường là từ trong là chúng ta đẩy ra đó. Chúng ta vẽ cái đường giữa chúng ta đẩy hai đầu trục này ra ha, đầu trục này ra. Sau khi được cái này rồi chúng ta chú ý là cái khoảng cách này chúng ta mới vẽ cái trục ha, định bánh răng đó chúng ta mới định cái kết cấu trục, định cái kết cấu trục này nè. Thì các bạn nhớ là những cái đường kính mà duyệt giáo viên hướng dẫn họ duyệt á, ví dụ như đường kính bi này, đường kính lắp bánh răng này, đường kính lắp bi này, đường kính dưới này nè, lắp cái đai hay gì đó, thì chúng ta phải vẽ đúng theo cái hướng dẫn, theo cái tài liệu đã duyệt đó. Đó, tài liệu đã duyệt được chưa đó. Rồi sau đó chúng ta mới vẽ cái phần còn lại, chúng ta cứ đẩy ra nha, đẩy ra nha. Ví dụ như cái nắp bít này chiều dài hỏi bao nhiêu thì thường chiều dài của nó khoảng có 10 hay 15 ly, chúng ta tra theo cái bảng ha, tra theo bảng của mình, hoặc là có thể có chọn được. Ví dụ trường hợp này chúng ta có thể chọn 10 ly cũng được. Rồi đấy, rồi các cái bố trí cái vị trí bu lông này nè, chúng ta cũng có thể tra bảng hoặc là chúng ta theo cái cảm quan cũng được. Thật ra cái cảm quan thì không đúng đâu, nhưng mà chúng ta bố trí sao cho nó đẹp mà cân đối. Ví dụ như kinh nghiệm của tôi thì thường là khoảng cỡ chừng 60 đến 70 là vừa. Chúng ta cho cái khoảng cách này nè, cái khoảng cách này lớn quá thì khi chúng ta ghép hai cái mặt này nè,
mix lại với nhau thì chắc chắn nó sẽ có khe hở. Khe hở nhiều khi dầu hay là gì đó nó vung ra đó. Mặc dù chúng ta có dùng ron, được chưa? Chúng ta có thể dùng ron ha. Dùng ron thì hiện nay tôi thấy là các bạn đang khó nhất là chỗ định kết cấu này đó. Còn cái thứ này các bạn phải chọn ha. Thứ hai là vẽ vòng bi, chú ý là vẽ ví dụ ở đỡ chặn này, cái mặt dày dày này nó phần bên ngoài, nghe rõ chưa đó. Rồi cái mặt bên này thì không nói, bởi sau khi nó đẩy ra ngoài thì cái mặt phía ngoài này mới chịu lực này đó, chịu lực. Rồi hiện nay đa phần là các bạn sử dụng cái vòng phết này. Tôi thì tôi không khuyến khích các bạn sử dụng cái này đâu, sử dụng cái này đâu, là các bạn nên sử dụng cái vòng phết này nè. Đây vòng phết này nè, vòng phết đàn hồi á, cái loại này rất là tốt bởi vì nó đàn hồi được, ví dụ mòn này đúng không, nó có cái lọ xoan này nó kéo nhớt dầu nó không có chung đi ra, cho nên các bạn ưu tiên sử dụng này ha. Rồi thứ hai nữa là cái vòng vinh này, nó chống cho con ốc này tự động nhả ra trong quá trình làm việc. Thì các bạn chú ý, chúng ta đa phần là sử dụng trên phải, cho nên cái mặt nghiêng này trượt, nó trượt đồng bộ lên trên mặt, nó chống lại cho không cho con ốc nó tự động nó nhả ra. Muốn mà nhả ra nó tháo ra được thì chúng ta phải cấp cho nó một cái lực lớn. Thứ hai là chúng ta ưu tiên sử dụng bắt trục nha. Có một số trường hợp các bạn sử dụng bạc lót, nhiều em tôi hỏi bạc lót các bạn không biết. Bạc lót này nó có nhiều vai trò, thứ nhất là ví dụ như vòng phết hồi xưa nó ít, người ta hay dùng cái bạc hình vuông hoặc cái xin thì nó mòn ở trục, người ta có thể dùng phết. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái bọc trục này, nó định vị, nó không cho cái bu ly sao nó cạ vào trong cái mặt bích này, nó chặn này lại ha. Thường cái độ cao, chiều cao này nè, từ cái đỉnh này nè, đây này này, chiều cao này nè là khoảng cỡ chừng ở đây 6 ly mốt, nhưng mà chúng ta khoảng cỡ chừng 5-10 ly là đẹp à. Nhưng mà các bạn nhớ là lấy theo nó tròn tròn theo cái bọc trục mình chọn trước nha. Đấy, bọc trục mình chọn trước, cố gắng hoặc là cái bọc trục này như vậy nè, chúng ta chọn cao hơn để dùng bọc thì không dùng, được chưa? Rồi khớp nối cái chỗ khớp nối này, đường kính khớp nối này các bạn cũng có thể tính Rồi vị trí bánh răng khớp các bạn cũng hay sai chỗ này lắm. Vị trí bánh răng khớp, đây là bánh dẫn ha, đây là bánh bị dẫn này, chúng ta nhìn này, chúng ta thấy nè. Thì quy định bánh dẫn là chúng ta vẽ đường này đường đậm nè, là cái đường nổi lên trên thì là bánh dẫn. Đường chia là cái đường nét tức liền này thì không nói rồi. Đường bị dẫn là cái đường khuất ẩn phía dưới ha. Cho nên là vị trí ăn khớp của hai bánh răng này nó có 5 đường. Đường đỏ này nè là đường chia, nghe rõ chưa? Cái đường xanh xanh này nè là đường đỉnh răng của bánh bị dẫn. Cái đường trắng mà nằm phía dưới cùng này là đường chân răng của bánh bị dẫn. Còn cái đường trắng phía trên này nè, đây là cái đường này nè, thì người ta gọi là đường đỉnh răng của bánh dẫn. Rồi đường trắng này thì người dưới cùng của bánh to này nè, bánh lớn này nè, bánh dẫn này nè, thì người ta gọi là đường chân răng của bánh dẫn. Cho nên là trong cái vị trí ăn khớp này chúng ta sẽ có 5 đường. Rồi thứ hai là khi nào thì các bạn sử dụng bánh răng liền trục, để tôi coi thử đề nào bánh răng liền trục ha. Đây ví dụ đây ký hiệu của bánh răng liền trục này, đây vẽ bánh răng liền trục. Ví dụ khi nào chúng ta vẽ bánh răng liền trục, khi chúng ta thấy anh đây, khi mà chúng ta bánh răng này đúng không, chúng ta sọc cái đỉnh then, tức là cái khoảng cách từ đây là cái đường chân răng này tới cái đường đỉnh của cái then mà chúng ta sọc, cái khoảng cách này nó nhỏ hơn 2,5 lần mô đun. Mô đun nha, nhỏ phải 2,5 lần mô đun. Thì mô đun bánh răng chúng ta biết rồi, thì chúng ta phải sử dụng bánh răng liền trục, chứ không là khi mà nó xoắn răng thì sao, vị trí này nó đứt. Cho nên là chúng ta sử dụng khi mà cái chiều dày nó quá mỏng, tức là nhỏ hơn 2,5 mô đun, thì chúng ta sử dụng bánh răng liền trục. Đây, sử dụng bánh răng liền trục này. Đấy. Và cố gắng là đừng có sử dụng bạc. Nhiều em có sử dụng bạc thì chúng ta biết là khi mà chúng ta lắp vào nó không có cái vai định vị, cho nên khi bạc nó chạy qua chạy lại nó rất là khó chịu. Cho nên là thường chúng ta nên dùng bọc. Ví dụ như cái đường kính trục lớn nhất của các bạn tính ra là 60 đúng không, thì chúng ta tiện đi 2,5 ly chúng ta bỏ, chúng ta nên chọn 65 hoặc là ví dụ như đường kính này đó. Xin lỗi, đường kính 55 đúng không, chọn 60 được rồi đó. Chọn theo thực tế nha, chọn theo thực tế thì chúng ta tiện này để yên cái bọc thô lại, hoặc là chúng ta tiện sơ qua thôi là đủ. Rồi một cái nữa đó là các bạn viết chung sai, bởi vì này nó rất là nhiều cái thông số. Thì các bạn ví dụ như là bên này chúng ta chú ý là hai cái ô bi này, ô bi bên này đúng không, bên đây với lại cái ô bi này nó giống nhau, thì bên này viết vòng trong
thì chúng ta viết bên này vòng ngoài được rồi, vòng ngoài được rồi. Hoặc là bên này viết vòng ngoài thì bên kia viết vòng trong, chứ chúng ta đừng có nên viết nhiều quá. Hoặc là ví dụ như hai bánh răng này nó giống nhau này, chúng ta viết một cái thôi, thực tế nó bằng nhau mà. Đó, cái nào khác nhau chúng ta viết. À, rồi cái nữa là bên này dùng bọt thì bên này dùng bạc, cho nên nhiều em phải dùng hai cái dùng bọt cả, đâu lắp bánh răng này vô được. Ha, đây ưu tiên dùng bọt hết đi. Rồi ví dụ như trường hợp nó hỏi này dài quá, nó ra trào ra khỏi giấy, trào ra khỏi cổ giấy thì các bạn có thể cắt ngắn lại. Đó, cắt ngắn lại ha. Rồi quê thăm dầu, quê thăm dầu thì các bạn nhớ là tiêu chuẩn nha. Đó, các bạn đặt ở đâu thì bên này hoặc bên này là tùy các bạn. Đó, mà làm theo cho nó đủ. Rồi khi mà thăm dầu thì các bạn nhớ là chúng ta ví dụ như cái này là mức dầu như thế này là không đảm bảo rồi, bắt buộc phải sử dụng một cái bánh bơm dầu phụ. À, hoặc là thì ví dụ như đây coi, đặc biệt là cấp nhanh hay cấp chậm cấp đôi, các bạn hay rơi vào trường hợp là cái điều kiện bôi trơn nó không đủ, điều kiện không bơi không trong không có được. À, ví dụ như giờ bây giờ hỏi là lấy bánh răng nào làm chuẩn để bôi trơn. À, ví dụ đây mức dầu đúng không, chúng ta có đây bánh dẫn, đây cấp nhanh cấp chậm, đây là bánh lấy cái bánh nhỏ nhì nha, chúng ta đo từ dưới nó lên, nghe rõ chưa? Cái chiều cao mức dầu thì các bạn xác định theo lý thuyết là từ trên dưới, nhưng mà cái chiều cao thăm dầu thì chúng ta phải lấy từ cái bánh nhỏ nhì. Ví dụ như đây bánh này là bánh lớn nhất đúng không, bánh nhỏ nhì đúng không? À, lớn nhì cũng được hay nhỏ nhì gì đó. Rồi bánh này bánh cuối cùng đúng không? Thì các bạn lấy bánh này nè. À, bánh này nè, bánh này bánh bị dẫn này nó ăn khớp, nó bôi trơn cho bánh này. Rồi cái bánh này hiển nhiên nó lớn hơn rồi đúng không, nó ngập dầu mà, nên cái dầu nó qua đây nè, nó sẽ bôi trơn cho bánh này. Đấy, bánh này. Còn chúng ta nhìn hình chiếu bằng nè, lấy bánh này là bánh chuẩn này, làm bôi trơn ngâm nè, cho nên bánh này nó quay sao nó bôi trơn cho cái bánh này. Rồi bánh này sao hiển nhiên nó lớn hơn, nó bôi trơn cho bánh này ha. Đây các bạn chú ý là khi cái thứ này các bạn đẩy ra nha, mấy cái góc R này các bạn chọn nó tương đối phù hợp, chứ không nhỏ quá là người ta không gia công được đâu. Hay nè, cho nên nhiều em kỹ hơn thì có thể người ta về cái mức dầu mắc, mức dầu min. Ví dụ mắc dầu min lên đây, ngâm được bánh mô đun hết mô đun này rồi, bôi trơn cho bánh này. Đó, rồi bánh này ngập hiển nhiên sẽ bôi trơn cho bánh này. Đó. Rồi cái nút thông dầu thì các bạn có thể chọn, nhớ là cái này nó phải có hơi, bởi vì nó cân bằng áp suất bên trong với bên ngoài thôi. Rồi các cái chiều dày thì các bạn chọn ha, chiều dày đế hộp, chiều dày thân hộp các bạn chọn. À, còn một cái nữa các bạn hay sai nhất là cái nút thăm dầu này nè. À, chúng ta nhớ chỗ này nó lại xuống, nhưng mà nó phải có đủ nẹt để chúng ta dặn cái vít này vô nha, dặn con ốc này nè, phải có cái ron cho nên cho nó chống dầu nó rỉ ra ngoài. À, chống dầu rỉ ra ngoài. À, như bạn này chọn này là nó hơi lãng phí này, ví dụ như con ốc này xúc quá nhiều ốc đi. Chúng ta này chọn 4 con được rồi. Chú ý là chúng ta chọn này, chúng ta ví dụ như chỗ này cũng là không làm được, nằm ngay mặt phân khu mà, cho nên chúng ta dặn đâu được, chúng ta phải chọn lệch lên. Thường chúng ta chọn lệch này 45, chọn lệch này 45. À. À. Chứ đừng phải chọn dày thì nó cũng, bản chất thì không sai, nhưng mà nhìn nó cũng không đẹp lắm. Đây, rồi còn gì nữa nha. Rồi sau đó các bạn nên vẽ xong hết ha, vẽ xong hết rồi. Rồi bạn nên đánh số thứ tự vào. Ví dụ như đánh 1, 2, nhớ là đánh theo vòng tròn nha. Ví dụ như này, các bạn nên gạch thẳng một cái đường xuống đây, gạch thẳng đường này đây. Ví dụ như đừng đánh như bạn này đánh tùm lum số hết. Chúng ta đánh thì theo vòng tròn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, 10, 11, 12, ưu tiên đánh trên một hình hoặc một số. Rồi sau khi các bạn viết xong hết rồi, mặt cắt, mặt kiết gì đó, kiểm tra cho thiệt là kỹ, sau đó rồi các bạn mới ghi kích thước bao. Mục đích của kích thước bao là giống như là chúng ta đi mua một hộp kem tóc vậy, chúng ta biết là cái kích thước nó bao để chúng ta chừa cái không gian dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, đặc biệt là nó thêm cái đường kính của cái ngõng cọc này nữa nè, đường kính này bao nhiêu này, đó, đường kính đầu vào bao nhiêu, đường kính đầu ra bao nhiêu, đó, như người ta biết. Ví dụ này bạn này có ghi được nè, ha, đây, rồi chúng ta ghi hết đây. À, còn một cách thứ hai tôi hướng dẫn các bạn sử dụng bố trí này là ở đây đúng không? Này bây giờ nó ra tùm lum ra hết. Thì các bạn nên tôi hướng dẫn các bạn ha, các bạn nên bố trí cái layout này nè. Trên cái layout này nó tiện lắm nha, các bạn đầu tiên bạn vẽ khung A0 này ha,
2024 thì các bạn điền tên tuổi của mình vô một lần thôi đó. Xong các bạn mới đánh cái chữ MV ha, MV setup đi nha ha. Bằng này bằng cái khóa không ha. Đây chúng ta thấy đây, chúng ta click vô đây này, nó có cái viewport này, xin lỗi nha. Chúng ta đánh vô đây. Đây viewport đây. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ hiện nay nó là 1:1, nó nằm hết vô đây. Chúng ta đè vô đây, ví dụ như 100 đi ha. Đó. Và chúng ta coi thử cái đè nào nó nằm trong này nè, cho nó lọt vô đây, chúng ta điều chỉnh ha. Chúng ta điều chỉnh cho nó phạm vi. Rồi sau đó các bạn chung, bạn đi qua phía bên này nè, các bạn ghi kích thước theo đúng cái tỷ lệ của mình ha, bạn chỉnh lại ha. Cách ta bố trí cũng được, cũng rất là tốt. Đây chúng ta cứ vẽ qua thôi. Rồi các bạn hay sai nữa là ví dụ như đường kính cái thân hợp với cái nắp hợp, chúng ta nhớ là nó là hai vật liệu khác nhau, cho nên là mặt cắt nó sẽ khác nhau.